Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà hàng Việt Đức, một trong những nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Vinh các bạn nhé. Bạn thấy không, đây là sảnh dưới của nhà hàng được trang hoàng rất là lộng lẫy, với không gian mở và những cái cửa kính được làm rất nhiều. Tuy nhiên là để tránh ánh nắng thì sẽ sử dụng rèm cầu vồng để tăng lên sự sang trọng và đồng thời là tạo ra cái không gian rất là thoáng nhé. Ưu điểm của rèm là không phải giặt và đặc biệt là tối ưu được cái không gian, nó không bị lụm thuộm. Và khi mà bạn cuốn rèm lên thì nó rất là gọn và hầu như nhìn không biết được. Bởi vậy vẫn giữ được cái không gian sang trọng đồng thời là quyến rũ các bạn nhé. Bên cạnh đó, nhà hàng phục vụ những món ăn rất là đẹp mắt và phục vụ cho sự kiện này, tổ chức sinh nhật này hoặc là sự kiện event của công ty thì mọi người ở đây có thể tham khảo nhé. Rất là thú vị. Hoặc là event và sự kiện của công ty thì rất là được nhà hàng chú trọng, các bạn có thể đến đây tham khảo nhé.